Chào các bác, em lên sóng con TL1, loại dòng máy ngon bổ rẻ lành bền. Con này gọi là kẹo thơm cho các bác nào mà kinh tế mình không muốn bỏ ra nhiều, vẫn muốn một con máy mẫu mã đẹp, tính năng hiện đại đầy đủ. Em bảo hành 2 năm. Đấy. Trước này thì em bán 2 triệu rưỡi nhé. Giá 2 triệu rưỡi bảo hành 2 năm. Đấy. Có hơn 2 triệu thôi, lãi thì chỉ vài trăm nhưng bảo hành các bác tận 2 năm cho nên là cái độ bền của nó các bác biết rồi, rất là lành bền và dễ sửa chữa. Các bác hoàn toàn yên tâm sử dụng, mua cho gia đình nhà mình sử dụng yên tâm nhé. Trong vòng 2 năm các bác bất kể một lỗi gì bên em đều bảo hành hết. Cho nên các bác không phải nghĩ gì về vấn đề sửa chữa, bảo hành tất cả các lỗi. Một con TR1 như các bác nhìn trên hình thì nó cũng không khác gì những con TR3 hay là TR5, 6, 7 cả. Nó giống như hệt luôn, nó chỉ khác nhau về năm sản xuất thôi. Đây là hai số điện thoại bên em hàng Nhật Phú Giang, hai số điện thoại này đều có Zalo, các bác liên hệ số nào cũng được. Hai kênh YouTube này. Các bác xem kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé và cập nhật những clip mới nhất. Biết đâu có những sản phẩm nào mà các bác cảm thấy phù hợp thì các bác ủng hộ bên shop em. Một con TL1 khá là đẹp. Các bác nhìn là lưng phẳng tít luôn nhé. Lưng phẳng tít thò lò luôn. Đời đầu tiên của dòng TR năm sản xuất 2009, giá thì còn rẻ hơn cả những cái con Navon mà mẫu mã hiện đại đẹp, chất lượng đều như các dòng máy đắt tiền bình thường. Nó khác nhau vì năm sản xuất thôi, nhưng bên Nhật họ dùng rất là ít các bạn, thời gian dùng không nhiều đâu, cho nên là các bạn yên tâm nhé. Đấy, con này mặt mũi làm sạch đẹp hết rồi các bạn. Đây, lưng tôn các bạn nhìn nhé, đẹp hơn cả những con máy đắt tiền luôn nhé. Hiếm có con là lưng tôn phẳng như này luôn. Lưng tôn phẳng tít đẹp. Đây là một CD máy là 1084. Con này lưng quá đẹp luôn. Dòng tên là một Econavi, hẹn giờ, thời gian sấy 30 phút kèm giữ khô, chế độ rửa tiêu chuẩn. Ở con này TL1 thì các bác nhìn sẽ không nhìn thấy có cái chữ là 80 độ như cái bọn TL3 567. Bọn này thì nó chia ra, tức là có thể rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ hoặc rửa tiêu chuẩn không. Thì bọn này nó để mặc định của các bác rửa tiêu chuẩn thì nước nóng sẽ 80 độ và nó sẽ có các cái chế độ rửa nước nguội riêng này. Tức là nước vừa vừa, nhiệt độ vừa. Cho nên là nó cũng không khác gì các cái máy kia nhé. Và những cái dòng này khi các bác rửa thì các bác cũng phải bật 80 độ để thì bát đũa nó mới sạch. Đấy. Còn đây là cũng chế độ chỉ sấy thôi. Đây. Chỉ sấy thôi nhé, không rửa. Đấy. Chỉ sấy không rửa nhé. Đèn báo cái chu trình rửa. Nói chung là chỉ mỗi khác đấy, còn không khác mà cái gì cả. Đấy. Nội thất các thứ, tất cả đồ đạc dùng chung hết cho các cái dòng máy đời sau. Đây. Đấy. Kích thước hay là bên trong này nó giống nhau 100% tất cả mọi thứ. Có 2,5 triệu thôi ạ, mã số 3. Bác nào cảm thấy phù hợp với kinh tế và hình thức thì bác ủng hộ. Bác lưu ý là bảo hành 2 năm nhé, không phải nghĩ ngợi gì về máy rửa bát cả. Bên em về chùm về máy rửa bát rồi, chẳng nhẽ đổi tên là gọi là vua máy rửa bát rồi quá nhiều quanh năm nào.